Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này giới thiệu với quý vị khán giả một số những cây cảnh cây bonsai. Thì cây đầu tiên giới thiệu với quý vị khán giả đây là một cây túc. Một cây túc quái nhìn như một chú cóc. Sủi lên ở trên thân rất nhiều những cái lu biếu. Sủi rất tự nhiên. Đây là được anh Đại làm theo một cái quần thể nhìn khá độc đáo, quần thể cụm rừng. Từ cái cốt của cái cây túc này đã lên được cái ý tưởng làm những cái mầm lên như một cụm rừng rất hay. Đây chúng ta có thể xem các hướng, anh có thể xoay. Đây là một cái dòng cây lên nu tự nhiên. Đây chúng ta xem cái mặt sau nhé. Đây mặt nào cũng là mặt trước, mặt nào cũng là mặt sau. Nu này là nu kinh điển. Lên chằng chịt. Rất đẹp mắt, rất lạ mắt. Và đây là cái lá của nó nhé. Anh giới thiệu thêm về cây. Hôm nay chia sẻ anh em đây là một tác phẩm túc. Thứ nhất là mình chia sẻ anh em đây là một cái túc khai thác từ trong những cái vỉ đá. Đây là nó sống ở vỉ đá, ôm đá, đây những cái phần ôm đá. Và cái cây này nó thứ nhất là cái độc lạ là nó cứ sống nó khó, nó có nó tì vào nó cứ xùi này này. Đấy, xùi thành những cái lu tật này này. Xong lên mầm đấy, cái mầm này này ở núi đá thì nó có lên một thân chính thẳng lên và mình có gái mình tháo đi, bây giờ mình làm lại từ đầu. Đây chỗ thân chính đây đấy, thân chính nó chỉ có một cái thân lên thẳng thôi, đầu nó cứ xùi này. Lấy mỗi gốc làm bonsai. Cái độc lạ của cây túc này nó chỉ ở trong, thật sự là trên đỉnh núi và cao thì mới thấy được, mà cũng ít khi gặp. Đợt này thì mới bảo anh em thì tìm thấy xong chụp ảnh thì mới lấy được về để được một thời gian mình chăm sóc nên bây giờ lên được cái này. Cái túc này thì quả nó cũng dày chít ở đầu cành. Đây cũng là một cái dòng túc búp sen bé mà trên núi đá, mà nó cũng là một cái cây thật sự là độc lạ đấy. Thì ngày xưa có một cái gốc to đã bán rất là nhiều tiền rồi. Giờ bắt đầu đợt này khai thác được hai, nhìn như đá nhỉ, được hai gốc. Hai gốc, lát nữa sẽ quay tiếp một cái gốc nữa cho anh em cùng xem. Có thể nói là một cặp túc, nhưng mà chúng ta chơi cả đôi thì giống như hai chú cóc trầu hai bên, sung túc tài lộc. Cái này nó là một cái nét độc lạ đấy, tại vì cũng đi ít khi gặp, vì thời gian những cây như này thì ở núi đá rất lâu năm thì nó mới được, nó cứ chèn ép nó bí nó mới ra, mới xùi được như này. Đây gọi là bức bách này. Bức bách xùi lên này, này do cơ địa cục, nói chung là nó cũng là hàng độc lạ, tại vì túc mà nó lên này bình thường những cây mình trồng nhà cũng ít khi lên, nó chỉ lên bé, đây nó lên nó bám ở tì vào đá, nó cứ chắc nhiều năm thì nó mới đẩy. Hôm nay cũng chia sẻ anh em tác phẩm này thì mình làm theo lối bầy rừng và anh em chỉ việc nuôi cho đẩy này, xong bắt đầu mình chỉnh sửa trên phần ngọn theo tự nhiên, xong chơi quả thôi. Đây, các anh em cứ hình dung nhá. Cái cây này những cái thân đang đứng lên kia sau này nó mọc quả chi chít, nhìn lại càng đẹp. Ở trên một cái cụm rừng, cái gốc này nhìn độc đáo, thú vị, lạ mắt. Nay có hai tác phẩm chia sẻ anh em, là đồ độc lạ thì tôi cũng... Cái chậu xi măng cũng đẹp nha. Tổng hoành gốc nha. Phần này là 102, phần này 1m02, chiều ngang phần bệ
chiều ngang phần bệ đến đây là anh lùi lại đi đấy 50 phân. Cái này thì mình làm độ cao tàn 68 đẹp nhất. Tàn 68 chiều cao 68. Tác phẩm này đẩy cho anh em là 22 triệu bao ship cho anh em nhé. 22 triệu bao ship. Một cây túc quái cóc ba chân, độc đáo, lạ mắt. Anh em nào thích thì cũng thể liên hệ anh Đại nhá. Và còn một cây túc nữa như thế này. Ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa lên để quay cho chúng ta cùng xem. Một cặp. Vâng, và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, cây tiếp theo cũng là một cây túc nhá. Cũng tương đương với cây kia. Cây này cũng có cái nét đẹp riêng, nhưng đa số nhìn gần giống nhau. Cũng là một cái gốc cây túc xùi lên những cái lu biếu lên chẳng chịt như là nấm chen nhau lên. Phải nói là đây là một trong những cái cặp túc độc đáo kỳ lạ. Kiếm được một cặp như này rất là hiếm, là khó nhá. Anh quay các hướng cho anh em cùng xem một chút. Hai cụm rừng độc đáo lạ mắt. Nó đẹp ở cái củ này nhá. Và cái sự kết hợp hài hòa giữa những cái mầm cây tạo thành bầy rừng, cụm rừng. Nu biếu chằng chịt. Đây trước là những thân chính đúng không? Đây thân chính. Đẹp quá nhỉ, đây ôm vào bên đá rồi. Đây tỉ đá, bên này tỉ bên đá. Bên này tỉ đá. Đây, nu đây. Các bác nhìn này, núi đá nó nhiều năm tuổi. Các bác nhìn trực tiếp thấy phê. Mà loại ở treo leo vách đá ấy. À đây. Chứ cái này nó phải là ấy đâu, bình thường túc nó như là rụng hạt xuống nó tì đấy thì nó bắt đầu nó mới bám, nó mới thời gian nâu nó mới như thế này. Kiểu sức sống kiên cường tự nó phát sinh ra cái một cái hợp chất nào đó để nó lưu trữ lại, nuôi nó. Đến một cái mùa sinh trưởng tốt thì nó sẽ tích trữ lại dinh dưỡng và nó phình ra. Để đến mùa khô cằn thì nó sẽ dùng đến cái dinh dưỡng đó. Đẹp quá. Độc đáo. Cụm rừng đấy. Cũng chia sẻ anh em nó cũng là đồ độc lạ. Mà thời gian nó cũng, thời gian thật sự nó cũng là công phu, nó hở đá. Đây là về mình lại tạo tác làm thêm, nó cũng bày rừng cho nó hấp dẫn. Và nó cũng những cái đặc biệt này thì nó là những cái thời gian bức bí quá thì nó mới lại cứ không thể phát triển, nó sùi ra. Này nó cũng cái đặc biệt của nó. Sức sống mãnh liệt. Chia sẻ anh em tác phẩm này nữa. Thì tác phẩm này để cho anh em là 18 triệu bao ship cho anh em. 18 triệu. Có hai gốc duy nhất, ngày xưa có một gốc to làm thành cây đấy bán là 200 triệu. Đến bây giờ nó cũng không có, bây giờ có được hai gốc này. Đây là chiều này là 95 phân. Anh em hiểu chơi được những cây túc rồi thì rồi. Thì đã có một số anh em như là hiểu biết về cây túc, nhưng mà để một, có một cây túc xùi như này cũng rất là khó. Nó độc lạ là đây là nó ở núi đá, nó bám treo leo vách đá, nó cứ tì vào đá nó phát triển. Thì thời gian như cây này cũng rất là lâu thì mới được như này. Nó công phu. Cây này nhỏ hơn cây kia một xíu thôi, giá cũng mềm hơn một xíu. Nếu bác nào mà có điều kiện làm cả đôi về chơi này thì nó sẽ đẹp hơn, nó cân đối. Đồ này thì nó là đồ độc đáo, không có hay hoa. Không so sánh được mà nó không thể nuôi được này. Đấy. Chỉ là ở trên treo leo vách đá thì nó mới có được. Mà người ta lấy được cái gốc này xuống cũng đã là bao công phu rồi. Đẹp như đá nhỉ, như cục đá. Rồi, chia sẻ anh em tác phẩm này 18 triệu bao ship cho anh em. Vâng, bác nào mua cả đôi vẫn bán cả đôi, mà mua lẻ vẫn bán lẻ nhá. Hãy liên hệ với anh Đại để sở hữu cho mình cặp túc này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo.
Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây thông. Cây thông của Việt Nam là thông hai lá. Cây này được định hình uốn khá kỹ. Những đường cong đa chiều, đường cong 3D. Cây này được kết hợp với lại một khối gỗ lũa tạo nên cho cây thêm điểm nhấn độc đáo. Và cây có dáng thác đổ. Cây có sức sống khỏe mãnh liệt nhá. Khi mà cây thông đã ổn định được chậu rồi thì chúng ta không phải lo nghĩ gì cả. Nó là cái cây sống ở đất cằn, khô. Dòng la kim nó như vậy. Khi đã sống ổn định trên chậu rồi thì chúng ta yên tâm. Cây vừa tuổi thọ cao, vừa bền cây, vừa sống khỏe. Anh xoay đi cho anh em cùng xem. Thác đổ. Đây là sự kết hợp hài hòa tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm. Còn những cái đường cong này vẫn còn đang được định hình. Điệu đà uyển chuyển. Anh giới thiệu thêm một chút nữa về cây. Thì hôm nay cũng chia sẻ anh em, đây là thông hai lá. Cái cốt này thì cũng nuôi lâu trong chậu rồi và làm được như này. Cái cung tay cắt nó cũng rụt rịt. Thông thì nó dễ và mình cứ túm. Khi anh em nào chơi thì nó dài, mình lại túm cắt để cho nó dày răm ra. Thì tác phẩm này hôm nay cũng nhượng cho anh em. Chia sẻ anh em tác phẩm này là để cho anh em là 4,5 triệu. Bao ship cho anh em. Đó, kích thước cho anh em xem là cái phần vanh của phần gốc. Và tạo tác đây là 58. 58. Rồi, cổ trên của cây là 15. Và chiều bay của cái thác đổ này lên đây là 90. Đấy. Chiều cao của chậu lên đây là 65. 65. Rồi, để cho anh em yêu thương là 4,5 triệu. Một tác phẩm thông hai lá. 4,5 triệu bao ship, một tác phẩm thông hai lá, sống khỏe, ổn định chậu. Dáng khá điệu nha. Bác nào thích thông thì cũng có thể sở hữu cho mình cái này. Liên hệ với anh Đại để giao lưu. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả. Đây là một cây ruối. Một cái củ ruối lùn lực. Giống như con gì nhỉ? Cũng giống con cóc. Giống con cóc đang ngồi nhá. Lên mầm tay cành và được định hình làm bông xong cũng khá nhiều năm rồi đấy. Tay cành ổn định, bông tán ấm thân, có cái dáng siêu điệu nhá. Anh em có thể xem từ góc quay gần, được kết hợp với viên đá này cũng tạo nên điểm nhấn cho cây. Và đây là bộ gọng đã xong nhá. Chín mươi chín mươi lăm% rồi. Anh giới thiệu thêm về cây đi. Hôm nay cũng chia sẻ anh em đây một cốt ruối. Thứ nhất là cái chân bệ nó xị và nó lùn cây. Đấy. Thước tàn thì cũng làm được khoảng 75% rồi. Cái gọng này cũng to rồi. Bông ấm cây. Em cũng chia sẻ anh em tác phẩm này. Để cho anh em 3 triệu bao ship. Cái phần vanh bệ là 68. Phần cổ trên là 25. Chiều tàn của cây này là 40. Chiều cao là 32. Cái này nó cũng là trong một cái chậu. Chậu tàu. Chậu tàu. Chậu gốm tàu rất điệu, rất đẹp. Vâng, cái giá đó thì tôi thấy quá mềm nhá. Anh em nào anh em về việc chơi hay. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhá để sở hữu cho mình cái này.
và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây si đốm, si da báo, được kết hợp đứng cạnh một cái viên đá lũa rất đẹp, một viên đá nghệ thuật, và cái cây cũng điệu nghệ thuật, tạo nên một cái khung cảnh, một cái hình ảnh rất độc đáo. Mộc thạch tương đồng, tạm gọi như vậy. Cây rất điệu nhá. Anh xoay các hướng cho anh em cùng xem. Và cái tiểu cảnh này cũng được trồng trên một cái khay bằng gốm, gốm xưa. Đấy, một cái tiểu cảnh nhá. Tôi sẽ quay chi tiết cho chúng ta cùng xem này. Đẹp từ viên đá cho đến đến cây. Đây, đá lũa đây. Từ cây có đá mà nó cũ, đá cũng hay thông thoát. Thông thoáng. Đây, cái lỗ rất đẹp nhá. Ngóc ngách như này mà thả chuột đây đủ chỗ ở. Viên đá nó có cái mỏm đá, cái mỏ đá. Rất độc đáo, rất đẹp. Cây thì có lắc điệu, già cây. Đấy, nhìn rất tự nhiên. Cây này mà thêm vào, tăng thêm vào bộ sưu tập cây cảnh thì cũng rất độc đáo đây. Bởi vì có cây nọ cây kia thì chúng ta nhìn mới vui mắt được trong không gian của chúng ta. Anh giới thiệu thêm về cây. Cũng chia sẻ anh em, đây là tác phẩm si. Đó là si da báo răm dày. Tàn cái này, cắt này cứ bông lúc nào cũng xanh mướt đẹp. Cái này để cho anh em bao ship 2,5 triệu nhé. Tác phẩm si ôm đá và trên cái chậu đẹp. Cái này 72 này. Hoành tổng gốc viên đá là 72 này. Chiều cao 40 này. Chiều tàn ra tới đá là 50 này. Giá nhượng cho anh em là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi. Chậu đẹp, đá chứ. Đẹp, cây cũng đẹp. Giá rất mềm. Và anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhá, để sở hữu cho mình ngay cây này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Ở cây tiếp theo cũng là cây cuối cùng trong clip này, giới thiệu với quý vị khán giả. Đây là một cây dưới, có cái dáng đổ tự nhiên, được anh Đại kết hợp với viên đá mồ côi rất điệu và đẹp, tạo nên một cái điểm nhấn cho tác phẩm. Một cái quần thể có cây có đá, mộc thạch giao hòa. Và được bày vào đây một cái hình gốm, hai ông tiên đánh cờ, ngồi trên mỏm đá đánh cờ. Cây thì quạt lên, ngồi lên đá, bay ra, có cành rơi xuống. Và khu vực tay bay các hướng và ngọn. Đây có thể nói là một cây có dáng tự nhiên khá đẹp nhá. Độc đáo. Chênh vênh. Thể hiện sự khắc khổ, sức sống mãnh liệt. Đây là cái tay rơi. Đây, từ vị trí này chúng ta thấy cành rơi này. Dăm khá dày nhá. Cây được làm lũa cẩn thận. Nhìn cái nét tự nhiên rất hay. Anh xoay các hướng cho anh em cùng xem cái cây này. Giới thiệu thêm về cây. Cũng chia sẻ anh em tác phẩm ruối này. Thứ nhất là cái ruối thì thiên nhiên tạo cho những cái phần gù, phần gấp đấy. Cái phần chân rễ này nó tỉ. Đây là một nguyên một viên khối đá một côi đấy. Tỉ lên đây và đổ ngả ra đây. Dàn dằm nước thì làm nó cũng kỹ hết rồi. Chỉ việc chơi cái bộ xương rất là kỹ. Đấy. Thì nó siêu dáng. Đấy, cái chúp ngọn này bay ra, ở đây viên đá. Đấy, tổng thể của cây thì quay cho anh em xem cả hai mặt đều đẹp.
Cây này chỉ việc chơi thôi, kỹ rồi thì anh em chỉ việc tưới nước thôi. Anh đòi ít kích thước. Cái này thì để cho anh em là 6 triệu bao ship. Chiều vanh của cây này là tổng đá nhá. Tổng cả đá là 88. 88. Hoành thân. Cổ đây là vào 45. 45. Chiều dài, chiều cao. Lùi lại tí. Chiều tàn ra đây là 58. 58 chiều cao. Chiều cao là 28. Nói chung nó đổ ngả rất là nghịch cây, quái cây. Vừa rồi báo giá này để cho anh em là 6 triệu bao ship cho anh em. 6 triệu bao ship. Một cây ruối già cây, mịn cây. Dáng độc lạ, độc đáo. Phối cảnh rất điệu. Anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhá. Cái này làm rất là lâu rồi. Để sở hữu cho mình cái này. Và tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.